Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ha. Đó thì hôm qua thì Đại cũng có lên máy, mọi người thì cũng có lên con này nè, nhưng mà chưa có quay chi tiết nha. Đó thì nay Đại đã vệ sinh rồi, rửa sạch sẽ thì hôm nay Đại quay chi tiết ha, và Đại sẽ test nổ cũng như để cắt cho mọi người quay ha, để cắt cho mọi người xem lộn lộn đó. Thì con này là hàng cực độc nha mọi người. Tay cục này là siêu gọn nhẹ và mạnh nha. Đó là GZ 2008 ha, 2800T nha, của hàng hãng cơm Genos nha. Nè, mắc in da băng luôn. Đó, máy móc thì nó rất là đẹp nha. Hàng này nó là Genos Husqvarna nha mọi người. Đó, hai hàng này ha, nó là chung nha. Mọi người xem dây nè. Nè. Hơi kéo không nổi luôn nè. Dây rất là trắng luôn nha. Thì con này nó hai lá bạc luôn nha mọi người. Bạc hai lá luôn. Tay cưa tay cục mà bạc hai lá luôn, mà mọi người nghĩ nó chạy cỡ nào. Nè, núm bơm xăng còn zin luôn. Đây là cái le của nó nè. Đó, đóng le ở đây ha. Đây xuống đây là đóng le, khi mình bóp nó sẽ nhả vậy ha. Đó. Đây. Đó. Mình có thấy không? Chi tiết nè. À, với cái lốc nè, rất là đẹp nha. Thì đã quay như vậy, nhưng mà khi mọi người nào có mua thì đã sẽ quay cái mở bôi riêng cho mọi người xem nha. Tại vì hôm bữa thì đã về đây cũng có kiểm tra rồi đó. Thì cái đó để nữa đại gửi riêng đi, để mất công giờ nó mất thời gian lắm mọi người. Nào, mọi người xem nè, ở đây nó có cái logo của hàng khu nè. Đó thì đời con này là đời 2020 nha mọi người. Nào, lò xo chống rung tay luôn nè. Đó thì đây nó có móc nè, hai móc luôn nha. Đó, móc mà để treo máy cưa nè, rất là tuyệt vời ha. Nào, mọi người xem lọc gió nè, nguyên zin nguyên bản nha, chưa đụng chạm gì hết. À, mọi người xem nắp xăng nè, ở đây vẫn có đóng chữ hu nè. Thì hồi trước đã cũng có về được một con đó mọi người, cũng y gan gì luôn mà không xuất sắc bằng con này đâu. À, mọi người xem nè, rất là đẹp nha, bô bọng này kia nè, trắng tinh không xét luôn. Ở đây nó có chữ gì đây, thì cái logo của thằng Genos nè mọi người. Đó thì công tắc ở trên này nha, công tắc tự động nha, đời cao thì công tắc vậy không ha mọi người nè. Đó, nhấn xuống là tắt, buông ra nó sẽ tự động nó mở lên nha. Đó thì thắng xích còn luôn nè. Đó thì thắng xích còn hoạt động không ha. Đó đây cho mọi người xem cái template nè, rồi dắt 2800 ha t nha. Nè, đời của nó là 2020 nè mọi người, số seri nó nằm bên đây luôn hay gì nè, một hàng nè. Rồi Husqvarna Genos nha, nè mắc in da băng nè. Đó máy thì lên luôn xin lỗi nha mọi người. Đó lên luôn xin lỗi nha, xài cho nó êm nha mọi người. Đó, thì con này mà cắt gia đình thì thôi luôn, nó hư cái nó cũng cả vấn đề nha mọi người nè. Đó, này thì đi khai thác đi cưa mà cái tỉa cành trên cao thì khỏi bàn nha, nó nhẹ không mọi người, nó rơi vào tầm cỡ 3 kg nha. Đó rồi thì bây giờ để lại test nổ nha, test nổ rồi thì rồi lại sẽ cắt cho mọi người xem ha. Đó. Máy hơi dữ lắm mọi người nè, mọi người nghe hơi nè. Đó, nổ rồi mọi người, rất là nhạy nha. Video test
vậy cũng cho mọi người xem thì cũng thấy rõ ha mọi người. Thì thôi chào mọi người ha. Hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Rồi, bye bye mọi người.